Hôm nay, 20 học sinh nghèo vượt khó tại huyện Hoa Lư đã được nhận học bổng Phú Mỹ Hưng và học bổng Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup. Qua đó, giúp các em vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin động lực để tiếp tục vươn lên trong học tập, cuộc sống. Đại diện Hội khuyến học tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã trao học bổng cho các em. Trong đó, 10 em được nhận học bổng Phú Mỹ Hưng trị giá mỗi suất 500.000 đồng. 10 em được nhận học bổng Quỹ Thiện Tâm, mỗi em được nhận từ 500 đến 700.000 đồng một tháng. Đại diện Hội khuyến học tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục quan tâm, khắc phục khó khăn để con em mình được đến trường học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ tương lai sau này.